tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, từ 58 đến 80 tuổi, đại hạn có ập tới hay không, hay bất ngờ giàu có chóng mặt. Giáp Dần số mạng tuổi này, một tay lo liệu, trở xoay dễ dàng, cuộc đời gánh chịu nạn tai, điếu khách chiếu mạng có ngày tật mang, là người trung chính ngang tàng, ý chí vững mạnh, gia đàng lập nên, trung niên đã được vững bền, tuổi già hưởng phúc đảo điên qua rồi. Giáp Dần xấu tốt từng hồi, làm lành lánh dữ, cơ ngơi vững vàng. Vâng, thưa quý tín chủ tuổi Giáp Dần thân mến, trong cuộc sống của một người, dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế, thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường đi thuận lợi, cát lành như mong muốn. Giới tử vi cho biết trong số 12 con giáp, có tuổi Giáp Dần sinh ra phải chịu khổ cực gian nan, nhưng nhờ có tính cách tuyệt vời, sống giàu tình nghĩa, biết người biết ta, nên luôn có quý nhân phù trợ, giúp đỡ đúng lúc. Trong lần nhắc nhở này, tuổi Giáp Dần sẽ biết được về vận trình cuộc đời của mình từ năm 50 đến 80 tuổi, giúp Giáp Dần tránh được đại hạn, giữ được tiền của, bệnh tật đi qua, gia môn an hòa. Vậy vận trình cụ thể như thế nào? Giáp Dần cần phải làm gì để nắm bắt vận may? Thì hãy cùng Phú Quý Phát Tài đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Tuổi Giáp Dần 1974, từ 50 tới 80 tuổi, đại hạn có ập tới hay không, hay bất ngờ giàu có chóng mặt? Trán nhăn rồi, tóc cũng đã hoa sâm, mới thoáng chốc lên hàng năm rồi nhỉ, đã tồn tại trên đời năm thập kỷ, trong thâm tâm chưa kịp nghĩ mình già. Hơn nửa đời đã lặng lặng trôi qua, đã vùng vẫy bao phong ba bão tố, khi sóng lặng bình tâm ngồi nhẩm sổ, được mất gì bởi duyên số cho ta. Còn điều gì day dứt tuổi xuân qua, cố làm nốt khi ta còn có thể, kẻo hối tiếc khi muộn màng đã trễ, chuyến đò chiều bên bóng xế chờ ta. Khi quãng đời nông nổi đã đi qua, chữ gia đình trong ta là tất cả. Quá khứ quên đi những cơn gió lạ, để tình già được yên ả nồng say. Giáp Dần đang đi qua hơn 50 năm cuộc đời rồi, đối với hết thầy đều đã sáng tỏ thông suốt, bỗng xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Khi bước qua tuổi 50 và trải qua hơn nửa cuộc đời dài với nhiều khó khăn và vất vả, lúc này mọi thứ đối với Giáp Dần không còn quá quan trọng, mà điều bản mệnh nên quan tâm là bản thân có khỏe mạnh và bình an hay không mà thôi. Dù ra sao, tất cả đều đã qua đi, đoạn đường nhân sinh kế tiếp, tín chủ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bước qua tuổi 50, người ta bỗng thấy rất nhiều cảnh tượng khác biệt đến trong đời, không ồn ào náo nhiệt như thời thanh xuân, cũng chưa đến lúc nguội lạnh cho tàn như tuổi xế chiều, mà là từ nay trở về sau, sống thoải mái cùng ai đó, gặp chuyện mệt mỏi thì có thể buông tay, nghỉ ngơi một chút, tranh đua với đời cũng về với cát bụi mà thôi. Qua tuổi 50, tín chủ có thể yên tĩnh một chút cũng tốt, không cần phải chen vào những cuộc tranh luận đúng sai, cũng không cần vui cười một cách miễn cưỡng. Qua 50 tuổi, hãy trở thành một người ôn hòa hiền lành, nhưng đừng vì thế mà trở nên nhạt nhòa, chìm mình trong cô đơn. Giáp Dần muốn trở thành người nào thì hãy trở thành người đó. Qua 50 tuổi, những gì trước đó mệnh chủ chưa tha thứ được thì hãy làm ngay bây giờ. Đời người khối chóp nhân sinh như giấc mộng hư ảo, rồi vụt biến như bóng cây qua cửa sổ. Trong gương, tóc đã bạc vài phần, hà cớ gì còn phải ôm giữ hận thù trong tâm. Hãy dang rộng đôi tay và mở rộng tấm lòng, bởi vì ai ai cũng nên được hạnh phúc cả. Giáp Dần đã đi qua quá nửa cuộc đời, chẳng có gì có thể mê hoặc bạn, ràng buộc bạn. Sống giản dị khiến mình hạnh phúc, thanh tịnh hơn và cảm nhận vạn vật xung quanh cùng xoay vần biến đổi. Đó mới là điều quan trọng nhất. Xét về số mệnh của tuổi Giáp Dần, cả quãng đời vừa qua đều đang bận rộn, mệt mỏi bôn ba.
Dù vất vả bao nhiêu, sau cùng đương sự vẫn thấy có rất nhiều việc không thể hoàn thành được. Giáp Dần nửa đời vừa qua đều đang tằn tiện, tích góp, dành dụm. Sau cùng, dù cho rẻ sẻn bao nhiêu, tiền bạc vẫn không bao giờ thấy đủ. Tín chủ hết nửa đời người đều đang chịu đựng, nhường nhịn sợ hãi. Nhưng dù cho cẩn thận thế nào, mệnh chủ vẫn đắc tội với không ít người. Giáp Dần dù đang tỉnh táo, dù cho bình tĩnh bao nhiêu, cơ trí bao nhiêu, sau cùng vẫn không tránh khỏi những điều tiếc nuối. Nhưng đến tuổi này rồi, tín chủ đừng nhọc tâm nữa nhé. Hãy chuẩn bị một tâm thế thư thái để dần đón nhận tuổi già đi. Quý tín chủ tuổi Giáp Dần thân mến, sau đây là một số lưu ý về vận trình cuộc đời của tín chủ từ năm 50 đến 80 tuổi. Về công việc, đương số nếu đã về hưu có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống an nhàn, không còn phải quá vướng bận về công việc hay mưu sinh. Đời sống thường ngày về cơ bản thuận lợi, ít sóng gió. Nếu vẫn đang trong thời gian tại chức, bản mệnh có thể yên tâm tiếp tục cống hiến, làm tốt công việc và chức vụ hiện tại. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận trong quá trình giao tiếp để không tạo ra hiểu lầm đáng tiếc dẫn đến những tai ương không đâu. Về tiền bạc, các nguồn thu khá dồi dào và ổn định, đủ ăn đủ tiêu, đảm bảo cuộc sống cơ bản cho bản thân và gia đình. Ngay cả người về hưu cũng có nguồn thu nhập thụ động riêng, có thể hỗ trợ ngược lại cho con cháu trong nhà. Việc làm ăn có thể mở mang, nhưng nên đề phòng xuất hiện cạnh tranh hoặc tác động bất lợi từ khách quan, cần tỉnh táo và tính toán thận trọng, tránh sơ suất nhất thời mà mất tiền mất của. Việc chi tiêu cũng nên cân đối. Về tình duyên gia đạo, phương diện gia đạo khá bình ổn, gia đình hòa thuận, trên dưới đồng lòng. Bản mệnh đôi khi có phần nóng tính, nên tiết chế để gia đình luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cư xử điềm tĩnh tạo thành tấm gương cho con cháu. Về sức khỏe, tuổi tác càng cao, bản mệnh càng cần có ý thức bảo vệ sức khỏe và giữ sự an toàn cho chính mình. Cần chú ý chăm sóc và điều dưỡng nhiều hơn, chăm chỉ rèn luyện thể thao, tránh xa rượu bia. Và Giáp Dần cần nhớ, từ 50 đến 80 tuổi, Giáp Dần ngộ được rằng đời người tất nhiên sẽ phải tồn tại khó khăn. Nhưng những khó khăn ấy lại chính là bài học bắt buộc của cuộc đời, là chiếc thang máy đưa chúng ta trưởng thành, lớn lên, là tài sản tinh thần quý giá. Đừng chỉ nghĩ chúng ta là điều bất hạnh của cuộc sống. Từ 50 đến 80 tuổi, Giáp Dần ngộ được rằng khi còn trẻ, chúng ta ai cũng khao khát mình thành rồng. Nhưng số người có thể thực sự thành rồng lại chỉ là số ít. Đừng truyền lại tham vọng ấy của mình cho con cái. Hãy để chúng thuận theo tự nhiên mà trưởng thành. Đừng nặn con theo tư duy chủ quan của mình. Hãy tôn trọng ý nguyện và cả lựa chọn của con cái. Từ 50 đến 80 tuổi, Giáp Dần ngộ được rằng chúng ta khi còn trẻ ai cũng háo thắng. Trong đối nhân xử thế còn thiếu đi sự cảm thông và khoan dung, thậm chí còn kết ân oán với nhau. Thực ra, tới độ tuổi đầu bạc rồi, khi ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ thấy nó rất nực cười. Nếu có thể đối xử với người khác với một thái độ thân thiện và bao dung, vậy thì thế gian này làm gì còn tồn tại những sự ân oán không thể hóa giải. Từ 50 tới 80 tuổi, Giáp Dần ngộ được rằng chúng ta khi còn trẻ thường chỉ chú ý tới sự nghiệp, không thương xót cơ thể mình. Thực ra, sức khỏe của nhiều người đều là tự mình làm hỏng khi còn trẻ. Đợi tới khi già, sống cùng bệnh tật rồi, lúc đấy có hối cũng chẳng kịp. Từ 50 đến 80 tuổi, Giáp Dần ngộ được rằng chúng ta khi còn trẻ luôn cho rằng mình có thể chỉ điểm sang sơn, thay đổi tất cả. Nhưng bước vào độ tuổi lão niên rồi, bạn sẽ hiểu ra được rằng có rất nhiều hiện thực bạn không cách nào thay đổi được. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Từ 50 đến 80 tuổi, Giáp Dần bắt đầu hiểu ra tuổi già ắt có phong cảnh của tuổi già. Thanh xuân tuy đẹp nhưng rồi cũng sẽ tàn phai. Một tâm hồn trẻ trung mới là phong cảnh bất biến trên đời. Từ 50 tới 80 tuổi, Giáp Dần ngộ được rằng thản nhiên mà nhìn nhận về hôn nhân và gia đình. Chúng ta cần phải biết rằng thế gian này không có người phụ nữ nào
hoàn toàn đồng cảm được với tâm tình của đàn ông. Cũng chẳng có đàn ông nào hoàn toàn hiểu được tâm tư của người phụ nữ. Từ 50 đến 80 tuổi, Sáp dần ngộ được rằng nhìn nhận người và việc không còn đơn thuần như trước, vì vậy không nhất thiết phải làm việc theo chủ ý của người khác. Từ 50 đến 80 tuổi, Sáp dần ngộ được rằng bắt đầu hiểu ra thế gian này quả thực không phân rõ trắng đen, giữa trắng và đen luôn luôn tồn tại một sắc màu trung gian. Từ 50 đến 80 tuổi, Sáp dần ngộ được rằng bắt đầu hiểu ra sống ở đời bất kể là thành công hay thất bại, vui vẻ hay đau khổ, vinh quang hay khó khăn, tất cả đều là dòng nước, đến từ đâu thì sẽ lại chảy về đấy, vì vậy xem nhẹ mọi thứ, sống an yên là đủ. Từ 50 đến 80 tuổi, Sáp dần ngộ được rằng bắt đầu hiểu ra lão hóa không bắt đầu từ tuổi trung niên mà bắt đầu từ những mệt mỏi với cuộc sống. Từ 50 đến 80 tuổi, Sáp dần ngộ được rằng bắt đầu hiểu ra cô đơn, đau khổ, thất bại là những dư vị không thể thiếu được của cuộc sống. Vì vậy, đối xử chân thành với cuộc sống mới là phương đạo. Từ 50 đến 80 tuổi, Sáp dần ngộ được rằng không còn sự lỗ mãng, bốc đồng của thời niên thiếu hay sự lãng mạn của tuổi trẻ, thay vào đó là những thấu hiểu và cảm thông với cuộc sống. Từ 50 đến 80 tuổi, Sáp dần ngộ được rằng sẽ không còn có những nụ cười ngây thơ hồn nhiên thời con trẻ hay sức sống nhiệt huyết thời thanh xuân, thay vào đó là những giấc mơ được quay trở lại tuổi thơ. Từ 50 đến 80 tuổi, Sáp dần ngộ được rằng thản nhiên đối mặt với sự bình thường của mình. Chúng ta của lúc này hiểu được ra rằng không phải ai cũng thành công, cũng nên được nghiệp lớn, thành ông nọ bà kia, nhưng làm người cũng là một điều sự nghiệp. Chỉ cần bạn từng nỗ lực, đã từng phấn đấu, đã từng hết mình, đã từng theo đuổi, có thất bại thì cũng có sao. Từ 50 đến 80 tuổi, Sáp dần ngộ được rằng tấm lòng bắt đầu trở nên rộng lớn như biển khơi. Nó chứa đựng được đủ mọi loại bão táp, sóng cuộn, ôm được hết mọi hỉ nộ ái ố. Từ 50 tới 80 tuổi, Sáp dần ngộ được rằng có thể lĩnh ngộ được mặt cốt lõi nhất, nội tâm nhất, chủ quan nhất của cuộc đời, có thể nhào nặn ra những bông hoa xinh đẹp nhất, nuôi dưỡng cuộc đời, làm giàu cuộc sống và hiện thực hóa cuộc đời. Tín chủ tuổi Sáp dần sinh năm 1974 đặc biệt chú ý. Sau đây là một số cảnh báo dành cho tín chủ từ năm 50 tới 80 tuổi. 1. Tránh xa nơi danh vọng vật chất. Khi nói tới danh lợi tài lộc, người ta nhắc đến bốn câu nói đầy sâu cay sau đây. Thiên địa bốn phương là giang hồ, cứ tưởng thông minh hóa hồ đồ. Trong sân danh lợi sóng gió dậy, cứ tưởng mình thắng bỗng hóa thua. Là bốn câu thơ do nhà văn Kim Dung đã để lại khi ông 50 tuổi, thể hiện quan điểm cuộc đời của mình đối với xã hội xung quanh. Khi còn tuổi trẻ, một người có lý tưởng, có tình cảm, có dã tâm, có chí hướng khắp bốn phương đất trời mà không dành hết công sức theo đuổi công lao, sự nghiệp và tiền tài danh vọng, ấy là một điều lãng phí cho tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Nhưng đến khi cuộc đời bước vào cánh cửa trung niên, thay vì mù quáng vì bạc tiền cơm áo, người ta phải nhìn thấu danh lợi và tranh đấu thị phi ẩn đằng sau. Muốn đạt được danh lợi thì nhất định phải không ngừng giành giật hết người này đến người khác. Cả cuộc đời chìm ngập trong sự bon chen và vất vả, không khác gì dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chưa biết nên công cán gì. Do đó, thay vì lênh đênh chìm nổi ở độ tuổi 50, chúng ta nên dành thời gian quý báu còn lại cho người nhà, đặt hết tinh lực còn lại để chăm sóc chính mình, dừng bước trên con đường danh lợi hiểm nguy mà tận hưởng phú quý bình an và phúc khí của cuộc đời. 2. Tránh xa nơi tử sắc tài vận. Cuộc đời có rất nhiều niềm hạnh phúc khác nhau, cũng như có rất nhiều cách khác nhau để đem lại hạnh phúc, không nhất thiết phải phụ thuộc vào bốn yếu tố là tử, sắc, tài, vận. Cho dù yêu thích bất cứ thứ gì trong bốn yếu tố này,
nếu chúng ta quá chìm đắm và mù quáng trong đó thì nhất định sẽ mang tới tai họa cho chính mình. Tác giả Tăng Quốc Phiên, người Trung Quốc từng nói rằng: tửu là chất độc, sắc là con sao thép, tài là mãnh hổ trên núi và vận là rễ mầm của tai họa. Ở đây, rượu đại biểu cho nhu cầu ăn uống, sắc đại biểu cho sự thỏa mãn dục vọng, tài đại biểu cho sự tham lam hưởng thụ, còn vận đại biểu cho khát vọng cuộc sống hạnh phúc dễ dàng hơn. Cho dù là gì, bốn loại yếu tố đại biểu dục vọng này đều là những nhân tố bất lợi cho người ở độ tuổi trung niên. Càng sớm tránh xa, cuộc sống của họ mới càng trở nên thoải mái. Sau cánh cửa 50, thân thể con người cần được chú trọng bảo dưỡng, nâng cao sức khỏe mới có thể tận hưởng phúc khi cuối đời. Còn bốn bức tường, tửu, sắc, tài, vận, nếu ngày càng được mở rộng và to lớn hơn, chiếm hết diện tích còn lại, chính tuổi thọ của con người sẽ ngày một bị thu hẹp lại, rồi dần dần mất đi, không còn lấy một điểm tựa để níu kéo. Chính vì vậy, người đến 50 tuổi phải ngày càng trí tuệ, ngày càng cao minh. Họ không cao ở độ tuổi mà cao ở danh giới, coi tài phú danh lợi như mây bay, coi tửu sắc tài vận như giày sách. Không chạm tới hai nơi nguy hiểm này đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tránh xa mọi mầm mống tai họa không mời mà đến. Cảnh báo thứ ba, không gặp hai loại người này. Loại người thứ nhất, không muốn thấy người khác hơn mình. Người xưa nói, cây cao trong rừng ắt sẽ bị gió bẻ gãy, danh nổi hơn người ắt sẽ bị rèm pha. Câu này xuất phát từ Vận Mệnh Luận của Lý Khang, một người nước Ngụy trong thời Tam Quốc. Có nghĩa là nếu một cây cao hơn cả khu rừng thì ắt sẽ bị cuồng phong tàn phá. Một con chim bay vượt đàn thì ắt bị đả thương. Con người cũng vậy, người quá ưu tú cuối cùng lại bị người ta đố kỵ. Tô Đông Pha, một đại văn hào thời Tống, từng suýt chết vì bị tiểu nhân mưu hại trong vụ án thơ Ô Đài. Em trai của ông là Tô Triệt cảm thán nói: Đông Pha có tội tình gì, chỉ vì danh nổi quá cao. Một số người có tâm đố kỵ rất mạnh mẽ, hễ nhìn thấy những người khác làm tốt hơn mình thì trong lòng bực bội khó chịu, như thể gặp mặt kẻ thù. Nhìn thấy những người kém hơn mình lại tự như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Đến tuổi trung niên, nếu bên cạnh bạn có loại người như vậy thì rất dễ gặp phải những lời chỉ trích, thậm chí còn bị hãm hại, liên lụy. Giống như một cái cây ghen tị với một cây khác, chỉ hận không thể biến thành một cái rìu để đốn nã cây kia. Loại người thứ hai, lấy oán báo ơn. Người xưa có câu, có ân không báo không phải người quân tử, tri ân không đền đáp ấy kẻ tiểu nhân. Nhận được sự giúp đỡ của người khác, luôn nghĩ đến việc báo đáp chính là người quân tử, còn nhận ân huệ của người khác nhưng lại không nghĩ đến việc báo ân là kẻ tiểu nhân. Một số người không chỉ đòi hỏi người khác giúp đỡ mà còn lấy oán báo ơn. Loại người này giống như người nông dân và con sắn, như Đông Quách Tiên Sinh và con sói. Đối với họ mà nói, giữa người với người chỉ có quan hệ lợi ích, không có tình cảm. Sau khi đạt được mục đích rồi, liền qua cầu rút ván. Người xưa nói, người biết báo ân là bậc hiền nhân vậy. Con người ta có thể nghèo khó, nhưng tuyệt không thể vong ân phụ nghĩa, càng không thể lấy oán báo ơn, vì đó là ranh giới cuối cùng của việc làm người. Thi Kinh có câu, cho trái đào đáp lại quả mận. Giữa người với người cần có qua có lại, nhận một giọt nước trả lại một dòng suối. Còn với những người lấy oán báo ân, quen biết họ thì chính là tai họa, đừng cho họ có cơ hội làm tổn thương tới mình, giờ càng xa càng tốt. Phong Tử Khải có nói, kết giao với bạn có đạo, đoạn tuyệt với bạn bất nghĩa. Ở với những loại người khác nhau thì cuộc sống cũng sẽ khác nhau. Cuộc đời này bất kể 50 hay 60 tuổi, chúng ta có lẽ sớm đã hiểu được rằng ai mới là người tri kỷ, ai chỉ là khách qua đường. Bởi vậy, đừng ngần ngại kết giao với những người quân tử, có đạo đức nhân nghĩa mà tránh xa những người đem đến cho chúng ta tai họa. Thật phúc phần cho tín chủ nào đang nghe tới đây. Quý tín chủ tuổi Giáp Dần,
sinh năm 1974 thân mến. Hiện nay, trồng cây phong thủy trong nhà chính là phương pháp được nhiều người lựa chọn để điều hòa không khí và cải thiện không gian sống. Hy vọng chúng sẽ mang đến tài lộc, may mắn, sức khỏe cho cả gia đình. Dưới đây là một số loại cây tín chủ có thể tham khảo để trồng. 1. Cây trầu bà. Cây trầu bà hay còn được gọi là cây sắn dây hoàng kim hoặc cây thạch cam tử. Loại cây này có tuổi thọ cao và xanh quanh năm. Cây trầu bà được biết đến với khả năng hút chất độc từ không khí, khói thuốc, xăng xe hay bức xạ từ thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, tivi, tủ lạnh. Trong y học, cây trầu bà được sử dụng khá nhiều trong bài thuốc cổ truyền dùng để chữa bệnh. Trong phong thủy, cây trầu bà được xem là loài cây mang đến nhiều tài lộc, thịnh vượng và may mắn cho gia chủ, nhất là với những người mang mệnh mộc. Khi đặt hoặc treo loại cây này trong nhà sẽ nhận được nhiều tài lộc, may mắn trong cuộc sống và sự nghiệp. Không chỉ là cây phong thủy trồng trong nhà, cây trầu bà còn thường được đặt ở văn phòng, phù hợp với những người quản lý, lãnh đạo, thể hiện ý chí không ngừng vươn tới đỉnh cao. 2. Cây lan ý. Cây lan ý còn có tên gọi khác là cây bạch môn, vĩ hoa trắng hay huệ hòa bình bởi sở hữu hoa màu trắng muốt rất đẹp. Loài cây này có hoa nở hình trái tim, tượng trưng cho niềm hạnh phúc của phụ nữ. Ngụ ý nếu gia chủ trồng lan ý thì tình yêu và niềm vui sẽ luôn ngập tràn trong nhà. Đứng đầu trong danh sách các loài cây có khả năng lọc các chất gây ung thư và hấp thụ bức xạ phát ra từ tivi, máy tính, lò vi sóng. Cây lan ý không chỉ có tác dụng giữ ẩm mà còn điều hòa không khí, giúp tiêu diệt các tế bào nấm mốc trong nhà. Vậy nên, lan ý có ý nghĩa to lớn khi nhắc đến việc trồng cây phong thủy trong nhà và với sức khỏe của con người. 3. Cây kim tiền. Cây kim tiền hay còn được biết đến là cây phát tài, là loại cây được trồng trong nhà theo phong thủy được rất nhiều người lựa chọn. Loại cây mọc thẳng đứng với những tán lá xanh bóng, mượt mà, sum suê chính là hình ảnh tượng trưng cho sự phát triển về kinh tế và tiền bạc của gia chủ. Trong phong thủy, cây kim tiền được quan niệm sẽ mang đến nhiều may mắn và thịnh vượng cho chủ nhà, nên được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí phòng khách. 4. Cây phát tài búp sen. Thân cây mọc lên thẳng đứng, không có cành, chỉ có một thân chính mọc từ gốc rễ, cùng những chiếc lá mọc thành bẹ, ôm sát thân cây, xen kẽ chồng lên nhau, trông giống như một búp sen đang nở. Đó chính là lý do loài cây này có tên gọi là búp sen. Cây phát tài búp sen tượng trưng cho sự thanh khiết, thánh thiện. Cây trong phong thủy có ý nghĩa mang đến tài lộc, may mắn và thành công cho gia chủ. Vì vậy, phù hợp làm quà biếu tân gia hay để ở nơi làm việc, bàn uống nước, văn phòng. 5. Cây thiết mộc lan. Thiết mộc lan là giống cây phong thủy có lá màu xanh và sọc trắng ở giữa. Hoa khi nở ra có màu trắng hoặc hơi ngả vàng, hương thơm ngào ngạt. Thiết mộc lan là loài cây phong thủy thích hợp để đặt trang trí phòng khách hoặc trang trí trong nhà nói chung. Nhắc đến thiết mộc lan, đây còn là loài cây có khả năng hấp thụ formaldehyd, làm sạch không khí, loại bỏ các khí độc, giúp môi trường sống trở nên trong lành hơn. 6. Cây đuôi công. Cây đuôi công hay còn gọi là cây củ song. Giống cây này có nguồn gốc từ Nam Mỹ, hiện được trồng phổ biến tại Việt Nam. Cây đuôi công được tin rằng có thể mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Đây còn là loại cây biểu trưng cho phúc lộc, tiền tài bền vững, tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, thu hút tài vận và xua đuổi tà ma. Ngoài ra, cây đuôi công còn có tác dụng thanh lọc không khí và ngăn ngừa dị ứng rất tốt. Đặt cây trong phòng sẽ giữ cho bầu không khí luôn trong lành, mát mẻ, giúp gia chủ giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ làm việc mệt nhọc. Vì vậy, cây đuôi công là món quà phong thủy rất được chuộng để gửi tặng người thân, bạn bè trong những dịp tân gia hay khai trương. 7. Cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ là một trong số những loại cây phong thủy trong nhà có sức sống bền bỉ nhất. Đây là loại cây cành có thể chịu nóng, chịu khô hạn tốt, cây có thể sống trong điều kiện thiếu sáng trong thời gian dài. Theo phong thủy, cây lưỡi hổ có tác dụng trừ tà, xua đuổi tà ma,
chống lại những điều xui xẻo bùa chúng. Lá liễu hồ thường mọc thẳng, thể hiện cho sự quyết đoán và ý chí phấn đấu tiến lên. Tại một số nước phương Đông như Trung Quốc hay Nhật Bản, cây liễu hồ còn là biểu tượng cho sức mạnh của chúa Sơn Lâm. Còn ở Thổ Nhĩ Kỳ, lá liễu hồ còn được ví như một con dao sắc giúp bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu. Cảm ơn quý tín chủ đã dành thời gian theo dõi Phú Quý Phát Tài. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại ngày tháng năm sinh ở dưới video này nhé. Chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất có thể. Còn bây giờ là xin chào, hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.